Xin chào các bạn, tôi là Trần Thị Kim Tú, giảng viên của bộ môn Dịch tễ học, khoa Y tế công cộng trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi xin trình bày bài những thiết kế nghiên cứu trong dịch tễ học. Thì thông qua bài này, tôi mong rằng sẽ giúp cho các bạn có được cái nhìn tổng quan về chính loại thiết kế nghiên cứu, cũng như là bạn sẽ biết được những ưu điểm, nhược điểm của từng loại thiết kế nghiên cứu đó. Mục tiêu bài giảng của mình, thứ nhất là phân biệt được các loại thiết kế nghiên cứu, và thứ hai là mình nêu được những điểm mạnh và điểm yếu của từng loại thiết kế nghiên cứu. Trong dịch tễ học, người ta chia ra làm hai nhóm nghiên cứu là nhóm nghiên cứu quan sát và nhóm nghiên cứu can thiệp. Thì trong nhóm nghiên cứu quan sát, đúng theo tên gọi của nó là bạn chỉ quan sát mọi việc bằng mắt thôi, chứ bạn không có tác động, bạn không có can thiệp bất kỳ thứ gì vào trong quá trình nghiên cứu. Và trong nhóm nghiên cứu can thiệp thì bạn có tác động vào trong quá trình nghiên cứu. Trong nhóm nghiên cứu quan sát, người ta chia làm hai nhóm nhỏ hơn, đó là nhóm mô tả và nhóm phân tích. Còn trong nhóm nghiên cứu can thiệp thì cũng chỉ có là nghiên cứu can thiệp. Thì với từng mục đích khác nhau mà mình sẽ sử dụng các loại nghiên cứu khác nhau. Với mục đích là mình muốn xác định tỷ lệ bệnh xảy ra đối với dân số nào, xảy ra ở đâu và xảy ra vào thời gian nào, thì lúc đó mình sẽ sử dụng nhóm nghiên cứu là nhóm nghiên cứu mô tả. Thì trong nghiên cứu mô tả, ta có các loại thiết kế nghiên cứu sau. Thứ nhất là nghiên cứu tương quan, báo cáo một ca hoặc là ca và mô tả cắt ngang. Rồi nếu như mình không chỉ mô tả mà mình còn muốn xác định nguyên nhân của một bệnh là gì, tức là mình muốn bước sang một nhóm nghiên cứu cao hơn, đó là nghiên cứu phân tích. Thì trong nhóm nghiên cứu phân tích, ta có 3 loại thiết kế nghiên cứu sau là phân tích cắt ngang, nghiên cứu đoàn hệ và nghiên cứu bệnh chứng. Bạn lưu ý rằng trong nhóm nghiên cứu mô tả thì mình có mô tả cắt ngang, và trong nhóm nghiên cứu phân tích thì mình cũng có phân tích cắt ngang. Rồi nếu như mình muốn bước sang một bước cao hơn nữa, tức là không chỉ xác định nguyên nhân của bệnh mà mình còn muốn xem nếu như tôi tác động vào cái yếu tố nguyên nhân đó thì cái tỷ lệ bệnh nó có thay đổi khả quan hơn hay không, nó có cải thiện hơn hay không, thì lúc đó mình sẽ sử dụng đó là nhóm nghiên cứu can thiệp. Và 3 loại thiết kế nghiên cứu trong nhóm can thiệp đó là thử nghiệm lâm sàng, thử nghiệm thực địa và can thiệp cộng đồng. Rồi slide này thì nó cũng sẽ giống như slide trước, nhưng mà tôi sẽ nói rõ và chi tiết hơn về mục đích chiến lược của từng loại thiết kế nghiên cứu. Với câu hỏi, với mục đích là mình muốn xác định tỷ lệ bệnh là bao nhiêu, xảy ra đối với ai, khi nào và ở đâu, thì lúc đó mình sẽ sử dụng đó là nhóm nghiên cứu mô tả. Như vậy, mục đích của nhóm nghiên cứu mô tả đó là mô tả một hiện tượng sức khỏe, và chiến lược mình sử dụng đó là mô tả. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu mô tả nó còn có mục đích thứ hai, đó là thăm dò một cái mối liên hệ nhân quả giữa phơi nhiễm và bệnh. Ở đây có chữ thăm dò. Thăm dò có nghĩa là nghi ngờ. Nghi ngờ có một cái mối liên hệ giữa nhân quả giữa phơi nhiễm và bệnh. Thì tại sao trong nghiên cứu mô tả mình chỉ có thể nói là mình nghi ngờ mối liên hệ nhân quả giữa phơi nhiễm và bệnh, chứ mình không thể nói rằng mình muốn khẳng định mối liên hệ nhân quả đó? Đó là vì cái cách thiết kế của nghiên cứu mô tả. Trong nghiên cứu mô tả, bạn sẽ không thể xác định được rằng chắc chắn rằng cái yếu tố phơi nhiễm X nó có xảy ra trước cái yếu tố bệnh Y hay không. Bạn chỉ có thể nói hai yếu tố nó có mối liên hệ nhân quả với nhau khi mà bạn khẳng định được chắc chắn phơi nhiễm X xảy ra trước bệnh Y. Còn trong cái nghiên cứu mô tả, do bạn không biết được X, Y cái nào xảy ra trước, cái nào xảy ra sau, do đó bạn không thể khẳng định được mối liên hệ nhân quả đó. Mà khi mà cái kết quả nghiên cứu của bạn cho ra rằng thấy rằng X với Y nó có liên hệ, nó có mối liên quan chặt chẽ với nhau, nhưng do không biết cái nào xảy ra trước, cái nào xảy ra sau, nên lúc đó mình chỉ có thể nói rằng mình nghi ngờ rằng yếu tố phơi nhiễm X nó là nguyên nhân dẫn đến bệnh Y mà thôi. Tức là mình nghi ngờ cái mối liên hệ nhân quả giữa hai yếu tố đó. Và cái chiến lược mình thực hiện trong nghiên cứu mô tả đó là chiến lược so sánh để hình thành giả thuyết. Hình thành giả thuyết ở đây tức là mình nói rằng tôi nghi ngờ rằng yếu tố phơi nhiễm X đó có thể dẫn đến bệnh Y. Rồi các loại thiết kế nghiên cứu trong nhóm nghiên cứu mô tả đó là tương quan, báo cáo một ca,
báo cáo hàng loạt ca và các ca mô tả. Nếu như bạn muốn bước sang một bước cao hơn, tức là mình không chỉ quan sát nữa mà mình còn muốn xác định nguyên nhân của bệnh là gì, lúc này mình sẽ sử dụng nghiên cứu, đó là nghiên cứu phân tích. Như vậy, mục đích của nhóm nghiên cứu phân tích đó là xác định nguyên nhân. Thì trong nghiên cứu phân tích, lúc này bạn xác định được chắc chắn rằng yếu tố phơi nhiễm X xảy ra trước bệnh Y. Vì vậy, bạn có thể khẳng định một cách mạnh mẽ cái mối liên hệ nhân quả giữa hai yếu tố đó. Và chiến lược bạn sử dụng cũng là chiến lược so sánh để kiểm định giả thuyết. Kiểm định giả thuyết ở đây có nghĩa là từ các nghiên cứu mô tả, tôi có thể hình thành được cái giả thuyết rằng có thể yếu tố phơi nhiễm X đó nó là nguy cơ, nó là nguyên nhân dẫn đến bệnh. Nhưng mà trong nghiên cứu phân tích, mình đã khẳng định được chắc chắn rằng, mình đã xác định được chắc chắn rằng phơi nhiễm X xảy ra trước bệnh. Thì lúc này mình sẽ sử dụng chữ đó là kiểm định giả thuyết. Và các loại thiết kế nghiên cứu trong nhóm phân tích đó là nghiên cứu cắt ngang phân tích, nghiên cứu bệnh chứng và nghiên cứu đoàn hệ. Và nếu như ta bước sang một bước cao hơn nữa, tức là không chỉ xác định nguyên nhân mà mình còn muốn xem nếu như tôi tác động vào yếu tố nguyên nhân đó thì cái tỷ lệ bệnh nó có thay đổi hay không, thì lúc đó mình sẽ sử dụng đó là nhóm nghiên cứu can thiệp. Và như vậy, mục đích của nghiên cứu can thiệp là giúp mình đánh giá biện pháp can thiệp, và chiến lược của mình cũng sẽ là so sánh giữa hai nhóm để kiểm định giả thuyết. Các loại thiết kế nghiên cứu trong nhóm can thiệp bao gồm có thử nghiệm lâm sàng, thử nghiệm thực địa và can thiệp cộng đồng. Bây giờ mình sẽ bước sang từng loại thiết kế nghiên cứu. Đầu tiên đó là nhóm nghiên cứu mô tả. Như vậy, mình đã nói rồi, nghiên cứu mô tả, mục đích của nó là thứ nhất, mô tả một hiện tượng sức khỏe, và thứ hai là mình thăm dò một cái mối liên hệ nhân quả giữa phơi nhiễm và bệnh. Mình bước sang cái loại thiết kế nghiên cứu thứ nhất của nhóm nghiên cứu mô tả, đó là nghiên cứu tương quan. Thì trong nghiên cứu tương quan, nó giúp cho mình xác định được mối tương quan giữa hai biến số phơi nhiễm X và yếu tố bệnh Y. Thì làm sao để mình nhận biết được một nghiên cứu đó là nghiên cứu tương quan? Bạn sẽ dựa vào hai địa điểm sau đây. Địa điểm thứ nhất, cái đối tượng của nghiên cứu tương quan nó không phải là từng cá nhân cụ thể, mà nó phải là toàn bộ dân số. Và đặc điểm thứ hai, do mình đối tượng là toàn bộ dân số, vì vậy tất cả những cái yếu tố, tất cả những cái dữ liệu mà mình thu thập trên dân số đó thì cũng phải là cái con số trung bình của dân số đó. Ví dụ như mình muốn tìm cái tỷ lệ phơi nhiễm thì mình cũng sẽ phải tìm tỷ lệ phơi nhiễm trung bình của dân số đó là bao nhiêu, và mình muốn xác định tỷ lệ bệnh thì cũng phải dựa vào tỷ lệ bệnh trung bình của dân số đó. Thì cái kết quả của nghiên cứu tương quan, do nghiên cứu tương quan nó là thuộc vào trong nhóm nghiên cứu mô tả, cho nên kết quả của nó giúp cho mình hình thành được một cái giả thuyết về mối liên quan giữa phơi nhiễm và bệnh. Chứ mình không thể khẳng định được rằng phơi nhiễm dẫn đến bệnh, mà mình chỉ có thể nghi ngờ rằng mối liên hệ nhân quả đó mà thôi. Lấy ví dụ của một nghiên cứu tương quan. Ở đây người ta làm nghiên cứu để xem có cái mối tương quan giữa cái tần suất ăn thịt và cái tần suất mắc bệnh ung thư đại tràng hay không. Thì bạn thấy rằng ở đây mỗi cái chấm vàng nó thể hiện, nó đại diện cho một nước. Ví dụ đây là Nhật Bản, và đây là Mỹ, đây là New Zealand. Thì bạn thấy rằng ở Nhật Bản, cái tỷ lệ ăn thịt trung bình của người dân Nhật Bản, của người dân phụ nữ Nhật Bản đó là khoảng 30 gram trong một ngày. Và cái tần suất bệnh ung thư đại tràng đó là khoảng 5 trên 100.000 người. Còn ở Mỹ thì bạn thấy cái lượng ăn thịt trung bình của họ là khoảng 280 gram một ngày. Và cái tần suất bệnh trung bình là khoảng 35 người trên 100.000 người. Thì từ tất cả những cái chấm vàng này, bạn sẽ vẽ ra được một cái đường thẳng từ dưới lên trên và từ trái sang phải. Nó thể hiện một cái sự tương quan thuận giữa cái lượng thịt ăn vào và cái tần suất bị ung thư đại tràng trung bình. Tức là cái nước nào mà họ có tỷ lệ ăn thịt trong một ngày càng cao thì họ càng có cái tỷ suất bị ung thư đại tràng càng cao.
Như vậy, bạn thấy đây là một cái ví dụ điển hình của nghiên cứu thân quen. Thứ nhất là do đối tượng nghiên cứu của nó không phải là từng đơn vị cá nhân, mà nó sẽ dựa vào trên toàn bộ dân số, tức là toàn bộ dân số của một nước ở đây. Và cái thứ hai, những cái dữ liệu thu thập trên đối tượng nghiên cứu đó phải là cái dữ liệu trung bình. Ở đây là cái tỷ lệ ăn thịt trung bình và đây là cái tần suất bị ung thư đại tràng trung bình. Mình sang cái loại thiết kế nghiên cứu thứ hai của nhóm nghiên cứu mô tả, đó là báo cáo 1K. Thì đặc điểm, cái mục đích của báo cáo 1K đó là mình sẽ mô tả những cái đặc tính bệnh trạng của một bệnh xảy ra trên một đối tượng nghiên cứu là duy nhất, thì mình gọi là báo cáo 1K. Báo cáo 1K thường được sử dụng trong y khoa khi mà mình muốn báo cáo một cái trường hợp bệnh lạ mới xuất hiện, chưa từng được y văn ghi nhận, hoặc là bệnh đó đã xuất hiện rồi nhưng mà nay lại có những cái triệu chứng mới, những cái biến chứng mới hay là những cái triệu chứng mới trên cái đối tượng này, và mình muốn ghi nhận những cái triệu chứng và những cái biến chứng mới đó thì mình sẽ báo cáo 1K. Ví dụ như là trước đây ở Việt Nam mình chưa từng xảy ra bệnh Ebola, nhưng mà vào thời gian vừa qua thì ở Tây Phi có xuất hiện đại dịch lớn về bệnh Ebola. Thì cũng tại thời điểm đó, ở Việt Nam mình có ghi nhận một ca có những cái triệu chứng giống như là bị bệnh Ebola vậy. Do trước đây mình chưa có ca nào bị bệnh Ebola hết, và nay xuất hiện một ca có triệu chứng như vậy, cho nên mình sẽ ghi nhận cái bệnh nhân đó. Mình sẽ báo cáo một ca đó. Mình sẽ ghi nhận những cái triệu chứng về triệu chứng lâm sàng, về những cái đặc điểm cận lâm sàng, cũng như là cái đặc điểm dịch tễ học của người đó. Như bạn thấy đây là có rất là nhiều khuôn mặt cười, nhưng mà trong đó có một cái gương mặt buồn, nó khác lạ so với những gương mặt còn lại. Vì vậy mình muốn báo cáo một ca này, mình sẽ sử dụng thiết kế nghiên cứu đó là báo cáo một ca. Thiết kế nghiên cứu thứ ba của nhóm mô tả đó là báo cáo hàng loạt ca. Thì báo cáo hàng loạt ca mục đích của nó cũng giống như là báo cáo 1K vậy, nhưng mà do ở đây mình sẽ thực hiện trên nhiều đối tượng hơn cho nên mình gọi là hàng loạt ca. Lấy ví dụ, vào năm 1981 thì người ta ghi nhận có 5 ca bị viêm phổi do pneumocystis carinii, và 5 người bệnh nhân này có đặc điểm là những người nam thanh niên trước đó là khỏe mạnh, và một cái đặc điểm khác biệt của họ đó là họ bị đồng tính luyến ái. Thì vào thời điểm đó người ta cảm thấy rất là ngạc nhiên, tại sao những người này bị viêm phổi mà do cái tác nhân là pneumocystis carinii gây ra. Họ ngạc nhiên là bởi vì trước đây cái tác nhân pneumocystis carinii này nó chỉ gây bệnh viêm phổi trên những người già yếu, những người bị bệnh ung thư, nói chung đó là những người bị suy giảm miễn dịch. Mà tại sao bây giờ những người này là những người nam trẻ và trước đây là khỏe mạnh thì bây giờ lại bị tác nhân này tấn công? Thì nhờ cái báo cáo 5K này và những cái báo cáo hàng loạt ca, cũng như là những cái nghiên cứu phân tích sâu hơn về sau, thì người ta mới biết được rằng lý do những người này bị nhiễm tác nhân này đó là do họ bị nhiễm HIV. Thì khi mà họ bị nhiễm HIV, cái tế bào suy giảm, cái tế bào miễn dịch của họ sẽ bị suy giảm, và vì vậy họ bị tấn công, họ bị viêm phổi do cái tác nhân pneumocystis carinii này gây ra. Thiết kế nghiên cứu tiếp theo trong nhóm mô tả đó là mô tả cắt ngang. Thì từ trong một dân số nghiên cứu của mình sẽ có những người phơi nhiễm, những người không phơi nhiễm, những người bệnh và những người không bệnh. Từ trong dân số nghiên cứu lớn này, tôi sẽ lấy ra một mẫu nhỏ hơn, đó gọi là mẫu nghiên cứu của tôi. Từ trong dân số nghiên cứu ha, mình sẽ lấy ra một mẫu nghiên cứu nhỏ hơn. Thì trong mẫu nghiên cứu này mình cũng sẽ có những người phơi nhiễm, không phơi nhiễm, những người bệnh và không bệnh. Rồi, cách thực hiện của nghiên cứu mô tả cắt ngang này như sau. Tôi sẽ chụp một tấm hình. Đây là snapshot, tức là chụp một tấm hình ha. Thì trong tấm hình này có cái gì tôi miêu tả cái đó. Có bao nhiêu người bệnh, tôi sẽ mô tả và thống kê có bao nhiêu người bệnh. Rồi, có bao nhiêu người phơi nhiễm thì tôi cũng sẽ mô tả có bao nhiêu người phơi nhiễm. Ý nghĩa của chụp tấm hình ở đây có nghĩa là tại một thời điểm, tôi xác định phơi nhiễm và bệnh cùng một lúc, và tôi không biết rằng phơi nhiễm có chắc xảy ra trước bệnh hay không. Tôi lấy một ví dụ mô tả cắt ngang cho các bạn dễ hiểu.
Thí dụ như có một người bệnh nhân đến khám với tôi vì dạo này bà ấy cảm thấy khó chịu. Thì sau khi khám cho bà ấy, tôi phát hiện ra bà ấy bị tăng huyết áp. Thì tôi mới hỏi bà ấy rằng, cô ơi, cô phát hiện tăng huyết áp lâu chưa? Thì người bệnh nhân này mới trả lời rằng, tôi cũng không biết nữa, trước giờ tôi không có đi khám bệnh. Chỉ có lần này tôi khám bệnh là lần đầu tiên và bác sĩ mới phát hiện ra rằng tôi bị tăng huyết áp đó. Thì tôi mới hỏi người này tiếp theo là, cô ơi, vậy trước đây cô có ăn mặn hay không? Thì người này mới trả lời rằng, có, tôi ăn mặn từ lâu rồi. Như vậy bạn thấy trong trường hợp này, người bệnh nhân này không thể xác định được cột mốc rõ ràng khi nào bị tăng huyết áp, khi nào bị ăn mặn. Cô ấy không biết là cô ấy bị tăng huyết áp khi nào. Có thể là nhiều khi cô ấy có cơ địa tăng huyết áp và cô ấy tăng huyết áp từ khi còn trẻ luôn thì sao. Và cái yếu tố ăn mặn thì cũng không biết rằng có chắc rằng nó xảy ra trước cái yếu tố tăng huyết áp hay không. Trong trường hợp này, yếu tố phơi nhiễm và yếu tố bệnh, mình không biết cái nào xảy ra trước, cái nào xảy ra sau. Do đó mình chỉ có thể sử dụng đó là nghiên cứu mô tả cắt ngang mà thôi. Như vậy, bạn thấy đặc điểm của nghiên cứu mô tả cắt ngang đó là phơi nhiễm và bệnh được ghi nhận tại cùng một thời điểm. Và mình không xác định được chắc chắn trình tự thời gian nhân quả giữa phơi nhiễm và bệnh. Mục đích của nghiên cứu mô tả cắt ngang, thứ nhất, nó là đo lường tỷ lệ hiện mắc của một bệnh. Đây là một mục đích chính của mô tả cắt ngang. Rồi sau khi mình đo lường tỷ lệ hiện mắc rồi, mình có cái mục tiêu phụ hơn, đó là thăm dò mối liên hệ nhân quả giữa phơi nhiễm và bệnh. Ưu điểm của nghiên cứu mô tả cắt ngang đó là mình thực hiện nhanh và ít tốn kém, là do mình xác định yếu tố phơi nhiễm và bệnh cùng một lúc. Mình không phải theo dõi theo chiều thời gian phơi nhiễm sẽ ra trước, bệnh sẽ ra sau. Do mình không phải theo dõi gì cả, mình chỉ cần cắt ngang tại một thời điểm, mình xác định hai yếu tố đó cùng một lúc, do đó là mình sẽ thực hiện nhanh. Nhưng mà khuyết điểm của nó là do mình cắt ngang tại một thời điểm, mình không khẳng định được cái nào sẽ ra trước, cái nào sẽ ra sau, do đó mình không khẳng định được mối liên hệ nhân quả giữa phơi nhiễm và bệnh. Mình bước sang nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu thứ hai đó là nhóm nghiên cứu phân tích. Nghiên cứu phân tích là một nghiên cứu quan sát được thực hiện trên hai nhóm người để so sánh nguy cơ mắc bệnh hoặc là tỷ lệ mắc bệnh giữa hai nhóm. Nếu như mình biết chắc rằng phơi nhiễm xảy ra trước bệnh và người có phơi nhiễm có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn so với người không phơi nhiễm, thì mình có thể thành lập được một cái mối liên hệ nhân quả giữa yếu tố phơi nhiễm và bệnh. Thì cái nghiên cứu đầu tiên của nhóm phân tích đó là nghiên cứu phân tích cắt ngang. Thì đặc điểm của nghiên cứu này đó là đầu tiên mục đích của nó là giúp xác định được mối liên hệ nhân quả giữa phơi nhiễm và bệnh. Và đặc điểm của nó là phơi nhiễm và bệnh, hai yếu tố này được hỏi tại cùng một thời điểm. Nhưng trong nghiên cứu cắt ngang phân tích, nó khác với nghiên cứu cắt ngang mô tả ở chỗ là mình xác định được trình tự thời gian phơi nhiễm xảy ra trước bệnh. Mình xác định được chắc chắn phơi nhiễm nó xảy ra trước, bệnh xảy ra sau, thì mình sẽ sử dụng đó là nghiên cứu cắt ngang phân tích. Lấy cũng giống như ví dụ hồi nãy là có một người đến khám bệnh với tôi, thì tôi phát hiện ra người này bị tăng huyết áp. Thì tôi mới hỏi là, cô ơi, cô biết mình bị tăng huyết áp lâu chưa? Thì người này mới trả lời rằng, đâu có, trước giờ tôi không có bị tăng huyết áp. Mỗi năm là tôi đều có đi kiểm tra sức khỏe định kỳ hết và không có ai nói là tôi bị tăng huyết áp hết. Chỉ có lần này tôi khám với bác sĩ thì bác sĩ mới phát hiện ra là tôi bị tăng huyết áp đó. Rồi tôi mới hỏi tiếp theo là, cô ơi, vậy trước đây cô có ăn mặn hay không? Thì người này mới suy nghĩ rồi trả lời rằng, trước đây thì tôi không có ăn mặn, nhà tôi không có thói quen ăn mặn. Nhưng mà khoảng 2 năm nay nè, nhà tôi có thành viên mới, đó là con dâu. Thì đứa con dâu này nó có sở thích là ăn đậm đà, nên là có vẻ như là thời gian 2 năm nay tôi ăn mặn nhiều hơn so với lúc trước. Thì như vậy bạn thấy trong tình huống này, cái cột mốc thời gian giữa của yếu tố phơi nhiễm và yếu tố bệnh nó rất là rõ ràng. Người này bị tăng huyết áp mới thời gian gần đây, trước đó họ không có bị tăng huyết áp. Và cái ăn mặn của họ thì trước đây họ cũng không có, nhưng mà chỉ có 2 năm gần đây họ mới ăn mặn.
2 năm gần đây ăn mặn và cái yếu tố bệnh tăng huyết áp xác định sau 2 năm. Như vậy, ăn mặn nó xảy ra trước bệnh. Như vậy, trong trường hợp này, bạn có thể khẳng định được rằng ăn mặn đó chính là yếu tố nguy cơ dẫn đến tăng huyết áp. Nghiên cứu đoàn hệ thì cách thiết kế của một nghiên cứu đoàn hệ là như sau. Từ một dân số nguy cơ. Dân số nguy cơ tức là một dân số hoàn toàn khỏe mạnh, chưa có bệnh, nhưng mà họ có khả năng phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ nào đó và họ có khả năng có bệnh trong tương lai. Thì từ một dân số nguy cơ này, tôi sẽ chia ra được làm hai nhóm. Một nhóm phơi nhiễm với yếu tố tiếp xúc và một nhóm không có phơi nhiễm. Rồi tôi sẽ theo dõi hai nhóm này theo cùng chiều thời gian để cuối cùng tôi xác định được tỷ lệ mắc bệnh ở mỗi nhóm. Đoàn hệ có hai loại là đoàn hệ tiến cứu và đoàn hệ hồi cứu. Thì cách thực hiện đoàn hệ tiến cứu nó giống như những gì nãy giờ tôi nói. Có điều là cái thời điểm mà mình xác định phơi nhiễm hay không phơi nhiễm là tại thời điểm mà mình bắt đầu nghiên cứu, tức là tại thời điểm hiện tại. Và mình sẽ theo dõi hai nhóm này theo cùng chiều thời gian từ hiện tại tới tương lai để mình xác định được tỷ lệ mắc bệnh ở mỗi nhóm, tức là mình xác định được bệnh chỉ ở trong tương lai. Lấy ví dụ của một nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu. Giả sử như có một đoàn xí nghiệp, ông chủ của một đoàn xí nghiệp đưa công nhân đến khám bệnh với tôi. Thì ông chủ xí nghiệp này muốn tôi xét nghiệm cho toàn bộ 1.000 nhân công này xem họ có bị nhiễm virus viêm gan B hay không. Thì từ 1.000 người này, tôi khám thấy toàn bộ họ là không có mắc bệnh ung thư gì cả. Và tôi chia ra được làm hai nhóm. Một nhóm 500 người có bị nhiễm virus viêm gan B và một nhóm 500 người không bị nhiễm virus viêm gan B. Thì tại thời điểm hiện tại, tức là vào năm 2014, tôi xác định được một nhóm phơi nhiễm và một nhóm không phơi nhiễm. Sau đó, tôi sẽ theo dõi đoàn nhân công này từ năm 2014 đến năm 2028 và tôi sẽ xác định tỷ lệ mắc bệnh ung thư gan ở mỗi nhóm vào thời điểm năm 2028. Như vậy, bạn thấy cách thực hiện đoàn hệ tiến cứu là từ một dân số nguy cơ chưa có bệnh, mình chia được làm hai nhóm phơi nhiễm hay không phơi nhiễm là tại thời điểm hiện tại. Và sau đó mình sẽ theo dõi hai nhóm này từ hiện tại đến tương lai để xác định tỷ lệ mắc bệnh ở mỗi nhóm trong tương lai. Mục đích của đoàn hệ tiến cứu là nó khẳng định mối liên hệ nhân quả giữa yếu tố nguy cơ và bệnh. Do bạn xác định được chắc chắn rằng tại thời điểm ban đầu chưa có ai có bệnh hết và sẽ có một nhóm tiếp xúc với yếu tố phơi nhiễm. Như vậy rằng yếu tố phơi nhiễm nó sẽ xảy ra trước và tất cả những cái bệnh xảy ra sẽ phải là xảy ra sau đó, sau so với cái yếu tố phơi nhiễm đó. Như vậy lúc đó mình có thể khẳng định được mối liên hệ nhân quả giữa phơi nhiễm và bệnh. Ưu điểm của đoàn hệ tiến cứu là nó giúp cho mình khẳng định được mối liên hệ nhân quả một cách mạnh mẽ. Nhưng mà khuyết điểm của nó là do mình phải theo dõi cả một đoàn người qua thời gian rất là lâu, cho nên là sẽ tốn kém nhiều thời gian, chi phí và công sức. Về đoàn hệ hồi cứu, thì đoàn hệ hồi cứu nó cũng cách thực hiện nó cũng giống như là đoàn hệ tiến cứu vậy. Chỉ có khác biệt ở một điểm là cái mà mình xác định được phơi nhiễm hay không phơi nhiễm đó là sẽ phải dựa vào trong dữ liệu trong quá khứ, có thể dựa vào hồ sơ bệnh án. Lấy ví dụ cũng cùng một ví dụ hồi nãy là đoàn nhân công này cũng đến khám bệnh với tôi, nhưng mà lần này không phải là đến để xét nghiệm xem có bị nhiễm virus viêm gan B hay không nữa, mà họ muốn xác định xem họ có bị ung thư gan hay không. Thì lần này tôi muốn thực hiện một nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu, thì tôi mới hỏi ông chủ xí nghiệp đoàn nhân công ấy là cách đây cái thời điểm mà ông ấy nhận nhân công vào làm ấy, ông ấy có cho những người này đi xét nghiệm virus viêm gan B hay không. Thì ông rất may là ông ấy trả lời là có, và ông ấy vẫn còn lưu giữ những cái hồ sơ sức khỏe của những người nhân công này. Thì tôi mới mượn cái hồ sơ lưu trữ sức khỏe đó, thì tôi mới thấy rằng vào thời điểm cách đây 14 năm, lúc mà họ mới được nhận vào làm, toàn bộ 1.000 người nhân công này là hoàn toàn khỏe mạnh, không có ai bị ung thư gan hết. Nhưng mà có 500 người bị nhiễm virus viêm gan B và 500 người không bị nhiễm.
Và tại thời điểm hiện tại, tôi xác định được có bao nhiêu người bệnh, bao nhiêu người không bệnh. Như vậy là vô tình giống như tôi đã đi cả một quãng thời gian từ trong quá khứ cho tới hiện tại, để tôi bắt đầu từ một nhóm phơi nhiễm và tôi sẽ quan sát tới từ quá khứ tới hiện tại để xác định được tại thời điểm hiện tại có bao nhiêu người mắc bệnh. Phân biệt giữa đoàn hệ tuyến cứu và đoàn hệ hồi cứu giống nhau ở điểm là cả hai nghiên cứu này đều diễn ra theo cùng chiều thời gian, đều bắt đầu từ một nhóm phơi nhiễm và không phơi nhiễm và kết thúc bằng cách tìm tỷ lệ mắc bệnh ở mỗi nhóm. Nhưng mà nó khác nhau ở điểm là đoàn hệ tuyến cứu thì mình sẽ xác định phơi nhiễm hay không phơi nhiễm tại thời điểm hiện tại, và mình sẽ theo dõi hai nhóm đó theo cùng chiều thời gian từ hiện tại đến tương lai để xác định được tỷ lệ bệnh trong tương lai. Hồi cứu thì khác, mình xác định được nhóm phơi nhiễm hay không phơi nhiễm là dựa vào trong hồ sơ trong quá khứ, và mình sẽ theo dõi hai nhóm này từ trong quá khứ tới hiện tại để xác định được tỷ lệ mắc bệnh, tức là tại thời điểm hiện tại là bệnh đã xảy ra rồi. Còn trong đoàn hệ tuyến cứu thì tại thời điểm hiện tại mình chỉ mới xác định được hai nhóm phơi nhiễm và không phơi nhiễm mà thôi, và bệnh chưa xảy ra. Do đoàn hệ tuyến cứu mình phải theo dõi cho nên mình sẽ phải tốn nhiều thời gian, chi phí và công sức. Còn trong đoàn hệ hồi cứu mình không phải theo dõi gì cả, mình xác định được phơi nhiễm hay không phơi nhiễm trong quá khứ rồi, và cũng tại thời điểm hiện tại mình xác định được tỷ lệ mắc bệnh là bao nhiêu. Do đó mình giống như là mình không phải tốn một cái khoảng thời gian nào hết, vì vậy nó đỡ hơn, nó đỡ tốn công sức hơn rất là nhiều so với đoàn hệ tuyến cứu. Mình bước sang nghiên cứu tiếp theo là nghiên cứu bệnh chứng. Từ một dân số nghiên cứu, tại thời điểm hiện tại tôi sẽ chia ra được làm hai nhóm bệnh và không bệnh. Sau đó tôi sẽ quay ngược hỏi về thời gian trong quá khứ, tỷ lệ mắc phơi nhiễm ở mỗi nhóm. Như vậy là tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu, tôi xác định được hai nhóm bệnh và không bệnh, và tôi sẽ hỏi ngược về trong quá khứ để tìm tỷ lệ phơi nhiễm hay không phơi nhiễm ở mỗi nhóm. Lấy ví dụ về nghiên cứu bệnh chứng thì cũng cùng một ví dụ hồi nãy, là đoàn nhân công đó đến khám xem họ có bị ung thư gan hay không. Thì trong cái trường hợp lần này tôi không có được cái hồ sơ lưu trữ sức khỏe của họ trước đó, và lần này tôi khám cho họ thấy rằng có 600 người bị ung thư gan và 400 người không bị ung thư gan. Thì do không có hồ sơ lưu trữ sức khỏe cho nên tôi chỉ có thể hỏi ngược họ về trong quá khứ là trước đây là anh có bị nhiễm virus viêm gan B hay không. Thì từ mỗi nhóm tôi sẽ có tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ phơi nhiễm virus viêm gan B hay là không phơi nhiễm. Như vậy, mục đích của bệnh chứng là mình xác định được mức độ kết hợp giữa phơi nhiễm và bệnh. Nghiên cứu bệnh chứng nó thích hợp cho những bệnh hiếm, tức là những bệnh mà tần suất ít xảy ra hơn so với những bệnh khác, ví dụ như là bệnh ung thư. Và cái thứ hai, nó thích hợp cho những bệnh có thời gian phơi nhiễm kéo dài. Ưu điểm của nghiên cứu bệnh chứng đó là nó ít tốn kém thời gian và chi phí, do tại cùng một thời điểm mình xác định được có bao nhiêu ca bệnh và mình hỏi người ta về tiền sử phơi nhiễm trong quá khứ. Gần như là mình xác định hai cái đó cùng tại một thời điểm, cho nên là mình không phải theo dõi, mình không phải mất thời gian gì cả. Nhưng mà khuyết điểm của nó là nó không khẳng định được mối liên hệ nhân quả mạnh mẽ như trong đoàn hệ. Đó là vì tại thời điểm hiện tại tôi xác định được người này có bệnh, mặc dù người này nói với tôi rằng trước đây người này hoàn toàn không bị ung thư gan, chỉ có tại thời điểm này mình người này mới khám bệnh và người này mới phát hiện ra bị ung thư gan. Nhưng mà đâu có biết chắc được là trước đây người này có bị ung thư gan hay chưa, là tại vì họ không có một cái dữ liệu nào để chứng minh rằng họ không bị ung thư gan. Chỉ là lần này họ vô tình đi khám sức khỏe, họ phát hiện ung thư gan mà thôi. Nếu như họ có dữ liệu khẳng định chắc chắn rằng trước đây họ không bị ung thư gan thì lúc đó tôi mới tin rằng cái tiền sử mà phơi nhiễm, họ nói rằng họ bị nhiễm virus viêm gan B trước đây đó, nó sẽ xảy ra trước khi mà họ mắc bệnh. Còn trong trường hợp này, họ không có một dữ liệu nào để chứng minh rằng trước đây họ không bị ung thư gan, cho nên tôi sẽ nghi ngờ có thể
họ bị ung thư gan từ hồi trẻ rồi sao, nhưng mà bây giờ họ mới phát hiện rồi sao? Nhiều khi họ bị ung thư gan trước khi mà họ bị phơi nhiễm với virus viêm gan B nữa. Do đó, tôi trong nghiên cứu bệnh chứng, tôi không khẳng định được mối liên hệ nhân quả mạnh mẽ như trong đoàn hệ là vì tôi không bắt đầu được từ một nhân số nguy cơ. Và cái khuyết điểm thứ hai trong nghiên cứu bệnh chứng là do cái thông tin phơi nhiễm tôi không có từ hồ sơ mà tôi buộc phải hỏi họ, và họ sẽ phải nhớ về cái tiền sử phơi nhiễm đó trong quá khứ, và họ có thể nhớ lộn, nhớ sai, do đó họ có thể đưa cho tôi thông tin bị sai lệch. Phân biệt giữa đoàn hệ hồi cứu và nghiên cứu bệnh chứng thì hai nghiên cứu này giống nhau ở điểm là khi mà mình bắt đầu tiến hành nghiên cứu, cả phơi nhiễm và bệnh đều đã xảy ra rồi. Nhưng mà khác nhau ở điểm là trong nghiên cứu hồi cứu thì cái chiều tiến hành nó sẽ theo cùng chiều thời gian, từ quá khứ cho tới hiện tại. Nhưng mà nghiên cứu bệnh chứng nó tiến hành ngược theo chiều thời gian, từ hiện tại mình hỏi về trong quá khứ. Và trong hồi cứu thì mình bắt đầu từ một nhóm phơi nhiễm và mình sẽ tìm cái tỷ lệ mắc bệnh ở mỗi nhóm. Nhưng mà trong nghiên cứu bệnh chứng thì mình lại bắt đầu từ nhóm bệnh, và cái mình tìm là tìm tỷ lệ phơi nhiễm trong quá khứ ở mỗi nhóm. Mình sang nghiên cứu tiếp theo là nghiên cứu can thiệp. Nghiên cứu can thiệp, cách tiến hành nghiên cứu là như sau. Từ một nhân số nghiên cứu, mình sẽ phân bổ ngẫu nhiên, chia ra làm được hai nhóm. Một nhóm nhận được yếu tố can thiệp và một nhóm không có can thiệp. Và mình sẽ theo dõi hai nhóm đó theo cùng chiều với thời gian là từ hiện tại đến tương lai để xác định tỷ lệ cải thiện bệnh ở mỗi nhóm. Như vậy bạn thấy nghiên cứu can thiệp bản chất nó giống như là nghiên cứu đoàn hệ vậy, chỉ có khác nhau ở chỗ thay vì đây đoàn hệ thì nó là yếu tố phơi nhiễm, thì trong nghiên cứu can thiệp nó là yếu tố can thiệp. Và cái đặc điểm khác thứ hai là trong nghiên cứu can thiệp nó có phân bổ ngẫu nhiên. Thì phân bổ ngẫu nhiên nó sẽ giúp cho cái sự phân bố đều các đặc tính nền giữa hai nhóm nghiên cứu, và nó sẽ loại bỏ khả năng gán phác đồ điều trị một cách chủ quan cho đối tượng nghiên cứu. Như vậy, khi mà giữa hai nhóm nghiên cứu của mình, mọi đặc tính nền đều giống nhau hết, chỉ có khác nhau ở đặc điểm là một nhóm nhận được sự can thiệp và một nhóm không nhận được sự can thiệp. Như vậy, cái cuối cùng mà cái tỷ lệ bệnh khác biệt giữa hai nhóm, mình có thể khẳng định được rằng sự khác biệt bệnh, tỷ lệ bệnh đó là do cái sự cải thiện bệnh đó, đó là do cái hiệu quả can thiệp từ ban đầu của mình, chứ không phải là do một cái yếu tố đặc tính nền nào khác. Và cái kết quả nghiên cứu của mình sẽ có giá trị cao. Tôi sẽ lấy ví dụ để cho các bạn thấy được cái tác động của cái phân bố ngẫu nhiên nó hiệu quả như thế nào. Thì tôi muốn thực hiện một nghiên cứu để xem có cái mối liên quan giữa vận động thể lực và bị bệnh mạch vành hay không. Tức là tôi đang muốn có một cái hình thành một cái giả thuyết nghiên cứu, đó là có phải là những người mà tăng vận động thể lực thì họ sẽ có thể là giảm tỷ lệ mắc bệnh mạch vành hơn hay không. Thì trong dân số nghiên cứu của tôi chia ra làm hai nhóm. Một nhóm tôi can thiệp, tôi cho họ tăng vận động thể lực lên, và một nhóm tôi cho họ không vận động thể lực gì cả. Rồi tôi sẽ theo dõi hai nhóm này theo cùng chiều thời gian từ hiện tại đến tương lai để xác định tỷ lệ mắc bệnh mạch vành ở mỗi nhóm. Thì kết quả cuối cùng tôi thấy rằng ở nhóm tăng vận động thể lực, cái tỷ lệ mắc bệnh mạch vành này nó thấp hơn so với cái nhóm không vận động thể lực. Thì tôi cảm thấy rất là vui với cái kết quả này, là tại vì tôi thấy rằng vận động thể lực nó giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh mạch vành. Nhưng mà khi mà tôi nhìn lại hai nhóm nghiên cứu của mình thì tôi mới phát hiện ra rằng trong cái nhóm mà tăng vận động thể lực đó, cái người mà trẻ tuổi nó chiếm số lượng nhiều, và trong cái nhóm mà không vận động thể lực, cái người già nó chiếm số lượng nhiều. Như vậy thì tôi cảm thấy rất là hoang mang về cái kết quả này. Các bạn biết rằng người trẻ thì họ sẽ có tỷ lệ mắc bệnh mạch vành thấp hơn so với người già. Như vậy, cái tỷ lệ mắc bệnh mạch vành thấp trong nghiên cứu này của tôi không biết được rằng đó là do họ tăng vận động thể lực hay là do số lượng họ trẻ nhiều trên cái tỷ lệ mắc bệnh mạch vành thấp.
Đó là do lỗi của tôi. Ngay từ ban đầu, tôi đã không phân bố ngẫu nhiên, khiến cho lệch một bên trẻ nhiều và lệch một bên già nhiều. Và cái cuối cùng, cái kết quả, tỷ lệ mắc bệnh mạch vành thấp này nó không tin tưởng được. Nếu mà tôi có cơ hội làm lại, tôi sẽ phân bổ ngẫu nhiên, làm cho cái số lượng trẻ và già ở trong hai nhóm này tăng và không vận động thể lực là như nhau. Thì lúc đó tôi mới, do mọi cái đặc tính này nó giống nhau hết rồi, thì chỉ khác nhau ở mỗi là một nhóm có tăng vận động thể lực và một nhóm không vận động thể lực. Thì cái cuối cùng, cái kết quả là tỷ lệ mắc bệnh mạch vành thấp ở nhóm tăng vận động thể lực tôi mới có thể tin tưởng được. Đó là bạn thấy được cái tác động của cái sự phân bổ ngẫu nhiên. Nó giúp cho cái kết quả nghiên cứu của mình cuối cùng là mình sẽ tin tưởng được. Đó là do cái hiệu quả can thiệp của mình. Phân biệt giữa nghiên cứu can thiệp và nghiên cứu đoàn hệ thì tôi cũng đã nói rồi. Nghiên cứu can thiệp, cái yếu tố phơi nhiễm ở đây là, đó là yếu tố can thiệp. Tức là trong nghiên cứu can thiệp, mình trao cho họ cái sự phơi nhiễm đó, mình tác động lên họ. Còn trong nghiên cứu đoàn hệ, phơi nhiễm hay không là tự bản thân của họ, chứ mình không tác động gì cả. Rồi một cái khác biệt thứ hai là trong nghiên cứu can thiệp, bạn thấy rằng mình có sự phân bổ ngẫu nhiên, nhưng mà trong nghiên cứu đoàn hệ, mình không có phân bổ ngẫu nhiên. Đó là hai đặc điểm khác nhau giữa nghiên cứu can thiệp và nghiên cứu đoàn hệ. Trong nghiên cứu can thiệp, mình có 3 loại thiết kế nghiên cứu là thử nghiệm lâm sàng, thử nghiệm thực địa và can thiệp cộng đồng. Đầu tiên là nói về thử nghiệm lâm sàng. Thì đối tượng của thử nghiệm lâm sàng đó là bệnh nhân và mình sẽ thực hiện nghiên cứu trong bệnh viện. Mình phải phân bổ ngẫu nhiên. Và cái can thiệp ở đây đó chính là phác đồ nghiên cứu của mình. Là một bên mình sẽ cho phác đồ nghiên cứu A, bên kia mình sẽ vẫn sử dụng phác đồ nghiên cứu cũ, hoặc là sử dụng một cái phác đồ nghiên cứu B. Thử nghiệm thực địa thì đối tượng nghiên cứu ở đây không phải là người bệnh nữa, mà sẽ là những người khỏe mạnh. Và mình cũng sẽ phải có phân bổ ngẫu nhiên. Yếu tố can thiệp ở đây không phải là can thiệp về điều trị nữa, mà do đây là những người khỏe mạnh cho nên yếu tố can thiệp đây phải là yếu tố phòng bệnh. Thứ ba là thử nghiệm can thiệp cộng đồng. Thì đối tượng nghiên cứu ở đây cũng là những người khỏe mạnh, nhưng mà không phải trên một nhóm người nữa, mà mình sẽ làm trên một cộng đồng dân số. Và cái yếu tố can thiệp ở đây cũng là yếu tố phòng bệnh. Cái hình ảnh này nó sẽ giúp cho bạn nhìn lại một cách tổng quan những cái loại thiết kế nghiên cứu mà mình có thể nhầm lẫn. Thì đầu tiên mình xác định những cái từ ở đây, risk factor, tức là yếu tố phơi nhiễm. Đây là yếu tố phơi nhiễm dương tính và đây là không tiếp xúc với yếu tố phơi nhiễm. Disease là bệnh. Cái cột này nó thể hiện cho cái thời điểm bắt đầu nghiên cứu. Đây là thời điểm bắt đầu nghiên cứu, start of study. Rồi đây là future là tương lai và past là trong quá khứ. Thì đầu tiên mình sẽ bắt đầu từ đoàn hệ nghiên cứu, tại vì nó là nghiên cứu dễ nhận ra nhất. Thì đoàn hệ nghiên cứu mình sẽ tiến hành như sau. Tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu, tại thời điểm hiện tại, mình sẽ chia ra được làm hai nhóm. Một nhóm có tiếp xúc với tố phơi nhiễm và một nhóm không tiếp xúc với tố phơi nhiễm. Sau đó mình sẽ theo dõi hai nhóm này theo cùng chiều thời gian từ hiện tại đến tương lai để xác định tỷ lệ mắc bệnh ở mỗi nhóm. Nghiên cứu thử nghiệm, nghiên cứu can thiệp nó cũng giống như là nghiên cứu đoàn hệ vậy, cũng bắt đầu tại thời điểm hiện tại. Mình chia làm hai nhóm, một nhóm là mình có can thiệp và nhóm kia là không can thiệp. Sau đó mình sẽ theo dõi hai nhóm này từ hiện tại đến tương lai để xác định cái tỷ lệ hiệu quả, xác định cái tỷ lệ giảm bệnh ở mỗi nhóm ở trong tương lai. Rồi nghiên cứu thứ ba là nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu. Đoàn hệ hồi cứu nó cũng giống, các bước tiến hành nó cũng giống như là đoàn hệ tiến cứu vậy. Chỉ có khác là thay vì đoàn hệ tiến cứu thì mình sẽ bắt đầu tại thời điểm hiện tại. Ông này ông sẽ đứng ở đây. Nhưng mà bạn thấy trong đoàn hệ hồi cứu thì ông này ông phải làm một bước. Đó là ông nhảy về trong quá khứ để ông xác định được nhóm nào có tiếp xúc với tố phơi nhiễm và nhóm nào không tiếp xúc với tố phơi nhiễm. Xác định hai nhóm này là dựa vào dữ liệu hồ sơ trong quá khứ.
rồi sau đó ông sẽ theo dõi từ trong quá khứ tới hiện tại để xác định được cái tỷ lệ mắc bệnh ở mỗi nhóm tại thời điểm hiện tại. Loại thiết kế nghiên cứu thứ tư là bệnh chứng. Bệnh chứng thì cũng tại thời điểm hiện tại này, thời điểm bắt đầu nghiên cứu này, mình không đi từ nhóm phơi nhiễm và không phơi nhiễm nữa, mà mình sẽ có hai nhóm bệnh và không bệnh. Rồi mình sẽ hỏi ngược lại họ về tiền sử phơi nhiễm trong quá khứ và mình xác định được tỷ lệ phơi nhiễm ở mỗi nhóm. Bài giảng đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn.